Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chi tâm thông hiệp với hội thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Tương quan với Chúa cũng như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo tin mừng. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con, luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi. Ghi lời Chúa dạy, lắng nghe thánh thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Thần Chúa sẽ cho chúng con cho đúng con đường. Chúng con yếu hèn, tôi tâm lỗi lầm, nguyện lời Ngài dìu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông điệp với hội thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông điệp với hội thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.